À, xin chào các bạn, hôm nay là Lý Steelboy Trong Tuấn Đức chúng tôi sẽ hiệu bạn một cái mẫu máy nước nóng gián tiếp của Steelboy Antron Trong mang cái máy hiệu là ESH30H Plus T Đây là mẫu máy nước nóng có dung tích chứa 30 lít à, 30 lít này thì phù hợp sử dụng cho khoảng gia đình khoảng tầm 4 người Và mẫu máy này là có công suất máy là 2500W à, Mẫu được thiết kế với kiểu dáng rất là đẹp mắt với một cái À, màn hình LED hiển thị báo nhiệt độ ở ngay cái, cái mặt trước của bộ cái uh, bình nước à, và cái mẫu này á, thì uh, nó có cái vỏ bình vỏ máy được làm bằng chất liệu nhựa polymer uh, cứng và bền giúp chống ăn mòn rất là tốt và đặc biệt đó là cái uh, bảng điều khiển của nó ở đây nó có cái điều chỉnh nhiệt độ bằng nút xoay gần gạt rất là êm ái và dễ dàng à, thương hiệu tiêu biểu ăn xong là thương hiệu đến từ Đức À, và được sản xuất à, Máy này được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan à, Mẫu này là một cái mẫu dòng sản phẩm Của Steven John à, Được cho ra mắt vào năm 2022 à, Là một cái mẫu mới à, Ở bên dưới thì nó cũng có Hai cái chân đường cấp nước à, Và đường lạnh và đường nóng Được đặt ở bên dưới máy Và cái mẫu này Thì nó có cái kích thước chiều ngang Của máy là ngang 55cm Rộng 41cm Và cao 41cm và sản phẩm này thì à, nó được thiết kế rất là nhỏ gọn và à, tiện dụng với trọng lượng à, của máy nó vào khoảng là 14,3kg và hiện tại thì cái mẫu máy Steelboy SH ESH30H Plus T này thì đang được bán tại đại lý uh, uh, Steelboy Anton Tốt Đức chúng tôi. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này thì có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào site ttm.vn đặt hàng trực tuyến cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo